chicken noodle soup, chicken noodle soup with a soda on the side. Chicken noodle soup, chicken noodle soup, chicken noodle soup with a soda on the side. Hello, chào mừng các bạn quay trở lại channel bé nhỏ của tớ, channel Hương Witch. Hôm nay thì các bạn chỉ cần nhìn cái title video với cả cái hình thumbnail bên ngoài là các bạn đã biết là chúng ta sẽ có một thứ rất là xinh. Và đây là quà tặng của tớ đến từ đất nước Thái Lan, tên Ketidone. Ketidone, nhưng mà đây là cái bản collab đặc biệt limited với Hello Kitty. Cái hộp này rất là xinh, thề luôn, bữa giờ phải để dành không dám móc ra tại vì là để quay video clip luôn. Các bạn có thể thấy là nó vẫn đang còn nguyên vậy. Xinh của bá. Thân gửi Hương Witch, cảm ơn bạn đã yêu thích và ủng hộ bộ sản phẩm trang điểm Ketidone với Hello Kitty. Ok, hôm nay chúng ta sẽ xem là trong cái hộp quà rất là xinh này đến từ Ketidone thì sẽ có gì. Với lại chúng ta sẽ cùng nhau make up luôn nhé. Ok, các bạn đã sẵn sàng xem trong hộp này có gì chưa? Nào, 1, 2, 3. Wow, tất cả đều là hình con mèo Hello Kitty. Để xem chúng ta sẽ có gì nhá. Đầu tiên là một cái cleansing water. Cái này là khăn giấy ướt tẩy trang dòng dạng micellar màu hồng. Son bóng Hello Kitty Ketidone Hello Lip Glow. Một thỏi son bóng. Chúng ta sẽ có 5 hộp phấn má luôn. Thì sẽ có từ màu số 1 đến màu số 5. Chì kẻng mày thì ở đây có 2 màu, màu số 1 đến màu số 2. Đây là dòng son kem lì và má hồng luôn. Ở đây có 4 thỏi son kem lì và dạng má hồng luôn. Là dòng lip and cheek. Đây, còn ở đây là dòng son kem lì. À, đây là bộ son kem lì. Đây, dòng son kem lì là màu hồng nhạt. Và có 4 thỏi son thỏi. Tại vì cái vỏ nó cứ giống nhau ấy, nên là tớ đang không phân biệt được lắm. Đây, son thỏi. Ý mọi người lúc này tớ lộn. Ở đây chỉ có 4 cái hộp phấn má hồng thôi. Còn cái này là phấn phủ kiềm dầu. Wow, xinh lắm luôn ấy. Trời ơi, tao ơi, cái này mà thấy ở ngoài cửa hàng các tớ mua liền ấy, xinh dã man luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng make up một chút nha. Nên tớ sẽ lên một cái lớp nền trên mặt trước. Ok, sau khi mà dùng một chút cushion lên trên mặt thì trông có vẻ là da rẻ, trông ưng. Dạo này da mặt lại để trở lại rồi mọi người ạ. Và nếu như các bạn muốn biết tớ xài cushion nào, các bạn để xem lại video rất là nhiều cushion để các bạn quạo lựa. Đến phần lông mày tớ sẽ dùng thử cái này là chì kẻ mày. Ui, xinh đấy. Trời ơi, xinh lắm luôn đấy mọi người. Trên này có hình con mèo ở trên đầu và nó làm cái bút rất là xinh. Đầu bút là một cái dạng chì này. Đây, mọi người thấy nhá. Cái màu nâu này là màu nâu nó màu số 2, một cái màu nâu rất là tây tây. Màu số 1 thì nó sáng theo cái kiểu là nâu vàng vàng ấy. Tớ nghĩ là tớ sẽ sử dụng cái màu số 1. Chì kẻ mày này thì kẻ rất là sướng luôn, cái đầu của nó rất là mềm. Cái nét vẽ rất là mềm, chỉ có ghét một điều các bạn biết là gì không? Đấy là không có cái phần để trải lông mày phía đằng sau. Cái lông mày của mỗi người nó mỗi khác đó. Và tớ thì lông mày phía trên thì nó lại kiểu nhiều đậm hơn, lông mày phía dưới thì nó lại nhạt hơn. Thành ra là tớ hay phải kẻ vẽ nhiều ở cái phần đuôi, nhưng mà cái phần trên thì lại phải ít thôi, và hay dùng cái chổi để tán đều, nhưng mà cái này thì lại nó không có. Tuy nhiên thì cái chì, thực sự là cái chì kẻ lông mày nào nó mềm nhất trong những cái chì kẻ lông mày mà tớ đã từng dùng luôn á. Tiếp đến thì tớ sẽ thử cái phấn phủ kiềm dầu này. Ôi, mịn. Các bạn có thể thấy này, cái mặt bên này của tớ nó hơi bóng hơn so bên này không? Tớ vừa mới thử một chút phấn lên mà nó đã đỡ bóng hơn bên kia luôn. Thật ra mặt tớ cái này không phải là bóng dầu đâu, nó là cái bóng da đủ khỏe, tại vì tớ xài cushion nữa nên là lên mặt tớ nó sẽ kiểu gọi là căng bóng, kiểu hơi glow một tí. Nhưng mà tớ khi mà tớ phủ phấn lên các bạn có thể thấy nó mịn mà nó ảo kinh khủng luôn á. Ui, cái phấn phủ này, trời đất ơi, đánh đến chỗ nào là nó mịn chỗ đấy luôn. Và tớ chỉ tát nhẹ thôi nhá. Ui, cái phấn này nó mịn thực sự luôn ấy. Wow, 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 wow. Trời ơi, cái phấn phủ chân ái, rẻ mà có võ. Trời ơi, phấn không có mùi mà rất là mịn luôn. Kiểu như cà thêm một lớp filter vào mặt đi. Rồi rẻ nữa, wow. Wow, phấn phủ bây giờ họ làm đỉnh đấy nhờ. Tiếp đến tôi sẽ bóc cái 4 cái phấn má hồng này. Từ màu số 1 nhá, Frozen Strawberry. Là dâu đông lạnh. Strawberry. Trời ơi, xinh dữ vậy. Ôi nhưng mà thật sự là dễ nhầm lẫn ý. Cái bên tay phải này của tớ đấy là cái dòng phấn phủ làm mờ. Phấn má làm thiết kế giống phấn phủ, nhưng mà nó là màu thôi, thay bằng màu thôi. Mà nó hơi có nhũ thì phải. Các bạn có thể nhìn thấy không? Tớ nhìn mắt ở ngoài thì nó sẽ là hơi có nhũ nhẹ một chút xíu. Nhưng mà không biết là lên camera mọi người có nhìn được không? Đây mọi người, cái màu này thì nó hơi bị hồng so với tớ. Màu số 2 là Frozen Peach, là đào đông lạnh. À, là đặt tên trái cây ấy nhở. Ồ, cái màu này đẹp. Đây, mùa đẹp nha mọi người. Hộp màu thứ 3 đấy là Choco Apricot. Tớ thì tớ nhìn cái vỏ hộp ngoài thì đây là cái màu mà tớ thích nhất, tại vì nó là kiểu tông cam. Nhưng mà mở bên trong hộp thì nó lại là một cái màu trong nó đậm hơn tớ tưởng tượng. Đây mọi người, cái này là tông cam đậm hơn tớ tưởng tượng ấy. Cái màu cuối cùng là một cái màu đậm nhất, là Choco Cherry. Đây, màu phấn má mà lên rất là lên luôn. Cái màu lên cực kỳ lên. Lên rất là lên. Không nghĩ là màu phấn má mà lên dữ vậy. Mình sẽ sử dụng cái tẩy trang để tẩy cái chỉ ở trên tay với cái phấn má ở dưới. Mùi như nước tẩy trang thôi. Ôi, nhẹ phát là đi luôn này. Ôi, chỉ cái máy bám thế không biết. Nhưng mà tẩy trang đã tẩy sạch. Ok, bây giờ tớ sẽ sử dụng màu số 3. Tớ thấy cái màu đậm này tớ đang rất là cẩn thận đi. Ôi xinh. Cảm thấy là một cái hộp phấn má này, mỗi lần đánh chỉ cần dùng một chút ít thì không biết là xài đến bao giờ mới hết được cái hộp phấn má luôn. Một ít cái này đánh cái phần mắt xem nào. Ồ, lên đẹp nè. Ôi, cái này dùng đánh phấn mắt đẹp thế. Tôi thấy đánh con mắt còn thích hơn đánh má ấy. Kiểu chỉ cần dùng chấm cọ một cái tán lên mà nó đã rất là lên phần mắt luôn. Tán đều lại một chút cam này. Thật sự là màu lên ngoài mong đợi của tớ luôn. Không nghĩ là màu lên đến như thế. Nhẹ nhàng thôi. Các bạn thấy không? Màu lên cực kỳ đẹp luôn á, đau mặt. Sao một cái phấn má này nó lên màu lên đánh mắt. Tôi thấy phấn má này mua nên để đánh mắt đi. Lên mắt cực kỳ đẹp luôn. Chỉ cần một chút, một đầu cọ thôi phải lên. Trời ơi. Tớ sẽ sử dụng cái chỉ kẻ mày này, tại vì tớ thấy cái chất chì rất là mềm. Tớ sẽ thử xem kẻ mắt có được không nhá. Ôi, bình thường mắt sẽ rất là khó kẻ, nhưng mà cái chì này nó mềm lắm luôn ấy. Nó nhàn nhạt giống như kiểu là các bạn tán ra kẻ mắt xong bằng chì, xong rồi tán đều đấy. Kẻ xương xong thì nó sẽ như vậy. Nó rất nhẹ nhàng. Nó sẽ chỉ kẻ cái phần mắt, để đuôi mắt ấy, để cho nó sâu với lại nó to hơn thôi. Chỉ kẻ mày này, tôi thấy dùng kẻ mắt còn đẹp hơn là kẻ mày ấy. Mới đánh có má với mắt một chút xíu là cảm thấy mặt nó cũng kiểu nó dễ chịu, nó hài hòa hơn. Xinh. Cảm giác kiểu nó nhẹ nhàng thôi, và tôi thấy mấy cái sản phẩm này rất là phù hợp cho các bạn học sinh sinh viên. Tôi đã biết đến Karmart và dùng các sản phẩm của Karmart, bao gồm cả Ketidone từ rất là lâu, từ hồi mà sinh viên đại học luôn á, nhất là cái dòng sữa tắm. Rồi cái kem CC cream, cái mà hình của con bò ấy các bạn, là cái đỉnh cao ngày xưa luôn. Tôi sẽ bóc thử cái này là màu số 2 của dòng Lip and Cheek. Wow, trời ơi, so cute. Đây là một kiểu son kem. Tôi sẽ thử cái màu này lên cho. Wow, màu này đẹp lắm luôn ý. Và cái mùi của nó giống như cái mùi bánh kem á, hơi nhàn nhạt thôi. Đây là dòng son thỏi. Wow, cũng cute kinh khủng luôn. Mọi người nhìn này, cute quá. Ngửi thì không thấy có mùi. Wow, trời ơi, cái màu này cũng đẹp. Hai cái tông này nó, trời, hai cái tông này đi với nhau hợp hết cả lý. Đây là màu số 2 nha mọi người. Cái màu số 2 là những cái màu mà kiểu tông cam, đỏ đất, rất là xinh, rất là đẹp. Màu son kem lì thì tớ trông cái màu số 3 là Sun Rose thì nó khá giống hai cái màu kia. Để thử. Đây, son kem lì. Ơ, son có mùi hoa hồng luôn á. Hay là do cái màu này tên là Rose. Wow, chất son kem rất là mịn. Đây, 3 màu. Đẹp nhỉ, không có màu nào. Tớ đích mà tớ lựa mà màu nào cũng đẹp luôn. Trên các màu đều là rose, cho nên là nó son sẽ có cái mùi hoa hồng chăng? Đúng rồi, son có mùi hoa hồng. Bây giờ tớ sẽ dùng cái son thỏi lên môi. Tại vì tớ ưng quá trời ưng, sẽ dùng son thỏi nhá. Các bạn có thể thấy không? Rất là mướt. Các bạn có thể thấy là tay tớ không trắng bằng mặt tớ. Tại vì đợt này tớ đen dã man luôn ý. Tớ đi cái tour sinh nhật xong về tớ rất là đen. Thì có thể thấy là do cái màu tay nó tối màu hơn, cho nên cái màu son nó cũng hơi khác so với màu môi. Lên môi với tớ thì nó cao hơn một tẹo, còn cái này nó tối màu hơn một tẹo. Đấy. Bây giờ tớ sẽ sử dụng cái màu 04 là Red Rose của dòng son Airy Lip Blur để đánh ở giữa môi. Rồi, rất là ưng cái màu son này. Thật ra thì tớ thấy cái make up này hơi căng căng như vậy là cũng đủ đủ rồi đúng không mọi người? Mà mình sẽ đánh thêm một cái màu môi cho đậm thêm nhá. Màu son rất là tươi, rất là đẹp, cực kỳ kiểu làm cho gọi là sáng bừng cái khuôn mặt luôn. Trang điểm đơn giản là với một chút mắt, má và điểm nhấn là một cái màu môi nó sáng thì tôi cảm thấy nó kiểu rất là summer. Mặc dù bây giờ là sắp sang thu đến nơi nhưng mà vẫn kiểu níu kéo cái summer hay sao ấy. Nhất là dòng son thỏi lên rất là mịn, kiểu quẹt một cái gì đường nào là nó bám vào môi luôn. Riêng cái dòng Lip and Cheek này thì tớ thấy cái chất của nó cũng là khá tương tự với cái dòng Airy Lip này. Cái này thì tớ thấy nó bóng hơn một tẹo, cái này thì tớ thấy nó mết hơn một tẹo thôi. Nhưng mà cái này thì họ đã làm để cho cả môi và má, cho nên cái chất của nó sẽ kiểu như là khi mà các bạn tán đều ra thì cảm giác nó mịn, nó tệp tệp hơn, nó đẹp. Và để tiết kiệm tiền thì tớ nghĩ là nên mua cái dòng Lip and Cheek này, kiểu dùng cho môi, cho má. Đã dùng cho má chắc chắn là dùng cho mắt được. Còn nếu không thì các bạn có thể dùng phấn má, làm phấn mắt cho tớ. Tớ cảm thấy rất là ok. Mà thấy là đơn giản, tớ đã xong một lớp make up kiểu sương sương, đi chơi, đi cà phê, đi dã ngoại, kiểu hợp lý không? Và một lần nữa rất cảm ơn những món quà rất là xinh đến từ Ketidone. Và tớ lại rất là đam mê Hello Kitty. Từ ngày nhỏ đã rất là thích sưu tầm những cái sticker của Hello Kitty rồi. Nhìn thấy một cái con mèo mà nó nơ nơ, nó hồng hồng ấy là kiểu đã cảm thấy là dễ thương. Ok, và các bạn có thể mở cái phần mô tả ở dưới video này để có thể xem thêm thông tin về sản phẩm. Và nếu như các bạn nào yêu thích đất nước Thái Lan thì đừng bỏ qua một thương hiệu mỹ phẩm là Ketidone của Karmart. Ketidone luôn là một hãng mỹ phẩm Thái Lan mà nhắc đến là tớ nghĩ đến Thái Lan, và nhắc đến Thái Lan là nghĩ đến Karmart và Ketidone. Ok, và bây giờ tớ sẽ đi test các màu son lên tay và để cho các bạn tham khảo, bởi vì đây là những cái dòng sản phẩm mà rất phù hợp với túi tiền học sinh sinh viên. Và các bạn đừng quên cái thăm fanpage và Instagram của tớ để không bỏ lỡ update thông tin mới nhất, cũng như là nhấn like, subscribe channel bé nhỏ này để nhanh được 1 triệu sub và dĩ nhiên sẽ có rất nhiều quà. Và nếu các bạn thích thì các bạn có thể comment rất nhiều phía dưới để có thể giveaway ngay sau đấy. Ok, và bye bye. Chúc các bạn luôn xinh. Son rất là mịn, di trên tay rất là mướt, di trên môi mướt cực luôn kể cả không dùng son dưỡng. Màu lên cực tươi và đẹp. Thỏi son có vỏ 5 châm hút, rất là dễ thương và thỏi son rất là xịn nhỉ. Dưới ánh đèn thì các bạn có thể thấy là son hơi bóng nhẹ như kiểu có một lớp satin. Em son thỏi này theo tôi thấy chỉ có một khuyết điểm, đấy là bởi vì son rất là nhiều dưỡng nên là độ bám màu thì có vẻ như là sẽ không được bám bằng những cái dòng son mết khác. So với dòng son kem thì tớ nghĩ rằng dòng son thỏi này chỉ ở mức độ trung bình về độ bám màu thôi. Tiếp đến là dòng son kem lì và dòng son kem dùng cho cả má và môi. Có vẻ hơi dễ nhầm lẫn đấy mọi người, là tại vì cái vỏ của hai em này na ná nhau, chỉ khác ở cái nắp ngoài thôi. Đây là dòng son kem lì với cái nắp màu hồng nhạt, còn đây là dòng lip and cheek, cũng là dòng son kem lì nhưng mà lại dùng cho cả môi với cả má luôn. Thì cái nắp của nó là cái màu đồng đồng nhũ nhũ như này này. Các bạn có thể thấy thì là chất của cái dòng lip and cheek này cảm giác là nó mết hơn một chút so với cái dòng son kem lì này. Nó vẫn cảm giác nó nước nước lỏng lỏng hơn, còn cái chất này thì nó đặc hơn. Dòng son kem lì này nhiều dưỡng chất hơn, dưỡng ẩm hơn cho nên sẽ ít gây khô môi. Còn cái dòng này thì dùng cho cả má và môi cho nên cái chất của nó sẽ đặc hơn một chút, khô hơn một tẹo. Nhưng mà tán ra thì siêu đẹp. Và cá nhân tớ thì tớ thích cái dòng này, mê cái dòng này kinh khủng. Và đặc biệt các bạn ơi, màu số 3 siêu đỉnh luôn. Tại vì tớ đánh trên tay nó hơi dày và có ánh đèn cho nên nhìn nó hơi bóng bóng. Thật ra ngoài nó rất là mết, và nếu mà son khô rồi thì nó sẽ rất là tệp. Mình thích cái màu này cho phần má này là màu số 2, còn cái màu số 3 này cho phần môi. Đính. Và son cuối cùng đấy là dòng lip glow. Cái này nó chỉ là một cái lớp bóng bóng dưỡng ở bên ngoài,